Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình Minano Nihongo N5. Hay, hajimemasho. Đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau xem một bức ảnh. À, đây là đang trong giờ kiểm tra đúng không nào? Và cô bé thì không có ghi viết gì. Cô bạn ở kế bên mới nói rằng Enbitsu o kashimasho ka? Enbitsu o kashimasho ka? Để tôi cho bạn mượn cây viết gì nhé. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một mẫu ngữ pháp mới, masoka. Vậy masoka có nghĩa là nhé. Và các em chú ý, ở trước động từ trước masoka, động từ thể mát, mình bỏ mát đi. Và cách dùng là khi người nói muốn ra đề nghị làm một việc gì đó cho người nghe. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một vài ví dụ sau đây nhé. Ở bức hình này thì gió rất là to đúng không nào? Chúng ta sẽ ra lời đề nghị là vì lạnh để tôi đóng cửa sổ cho nhé. Samui desu kara mado o shimemasho ka. Samui desu kara mado o shimemasho ka. Vì lạnh để tôi đóng cửa sổ cho nhé. Để tôi gọi một chiếc taxi cho nhé. Takushi o yobimasho ka. Takushi o yobimasho ka. Hay. Còn đối với bức hình này thì một bà cụ đang mang một cái hành lý rất là to là nặng. Và cậu bé Minh chạy đến và nói rằng Nimotsu o mochimasho ka? Nimotsu o mochimasho ka? Để cháu mang hành lý cho nhé. Và nếu đồng ý thì cụ sẽ nói rằng Sumimasen onegashimasu. Sumimasen onegashimasu. À, xin lỗi, nhờ cháu. Còn nếu cụ bà không đồng ý thì cụ bà sẽ nói rằng Ie kekko desu. Ie kekko desu. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình thật nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. Ja, mata kondo onegashimasu.